Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Các quý vị thân mến, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 360 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đỉnh Cao Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói Nguyên Trung bị phá hoại trước Nguyên Tháp và Nguyên Đỉnh. Mưu đồ của Đạo Không Đạo Nhân không phải là phá hủy thời đại tiên đạo, mà muốn giữ lại một phần hỗn độn hồng mông, để thời đại tiên đạo không cách nào viên mãn, trừ một góc nhỏ, góc sống cho tộc hỗn độn cổ thần cư trú. Giang Nam khẽ thở dài. Đạo Không đang chơi với lửa. Giang Nam thầm nghĩ, hao tổn Nguyên Trung trước không thể mở mang hỗn độn hoàn toàn, nhưng nếu Đạo Không khống chế không tốt, hỗn độn đè xuống, thời đại tiên đạo bị hủy diệt thì sẽ là thảm kịch chưa từng có. Rất nhanh sẽ có người khác phát hiện vết nứt trên Nguyên Trung, cả đám tim đập chân run, cảm giác tê vạ đến nơi. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn chằm chằm vào Nguyên Trung, thấy mặt ngoài cái chuông nứt dạn li ti. Ngọc Kinh Thiên Quân nhỏ giọng nói, Nguyên Trung nứt đương nhiên là Đạo Không đạo nhân giở trò. Chẳng lẽ Đạo Không định thăm dò hậu chiêu của đế và tôn hay sao? Nghe nói hai vị sư tôn có tiên thiên chí bảo, hay Đạo Không đạo nhân muốn buộc chúng nó ra, để hai tiên thiên chí bảo bị hủy diệt trên đường khai thiên đây? Dưới tay Ngọc Kinh Thiên Quân, nhân tài đông đảo, 72 đệ tử của đế và tôn, trong đó 16 tiên quân đang sống tụ tập trong Ngọc Kinh Thánh Giáo. Minh Đường, Minh Phạn, Ngọc Cung, Cảnh Nguyệt, Tư Khấu, Tu A, Thông Chất. Trong đó, Tu A Tiên Quân đầu nhập vào làm môn hạ của Khổ Hạnh Thiên Tôn. Khi Ngọc Kinh Thánh Giáo lướt mấy giáo môn khác, thì Khổ Hạnh Thiên Tôn lo bị Ngọc Kinh Thiên Quân đánh lén, nên đuổi Tu A Tiên Quân ra khỏi giáo môn. Cảnh Nguyệt Nữ Quân, Ngọc Cung, Minh Đường, Quân Luân lúc tấn công đại trận Nguyên Tháp, đã có mấy tiên quân như Quân Luân Tiên Quân vùi thân trong đó. Thái Chân Tiên Quân, tự nhiên Lão Quân lớn tuổi nhất trong 72 đệ tử của đế và tôn, không tham gia vào Ngọc Kinh Thánh Giáo. Thái Nhất Tiên Quân từng lôi kéo hai người này nhưng bị từ chối. Trừ các tiên quân nổi danh lâu năm ra, mấy tiên quân mới lên như Ngọc Lâm Tử, Ngọc Tiên Nhi cũng được xếp vào hàng cao tầng. Hiện giờ dưới tay Ngọc Kinh Tiên Quân có 21 tiên quân, tiên vương thì càng là nhiều không đếm xuể. Tuy không đông đảo bằng bên Thần Mẫu Đạo Quân, thế nhưng công nhận nàng nhiều tiên quân thật, có điều toàn cho nàng tự tạo ra. Của Ngọc Kinh Thiên Quân là nhân mạch thế lực thật sự. Ngọc Kinh Thiên Quân thu thế lực của mười mấy giáo môn, cộng thêm các tiên quân thu hoạch khá nhiều, 3000 đại đạo trong đạo tràng đế tôn, nhiều ít gì cũng có 1-2 đại đạo. Bản thân Ngọc Kinh Thiên Quân được nhiều từ trong số 3000 đại đạo. Những đại đạo gom lại một chỗ, đám tiên quân của Ngọc Kinh cùng nhau nghiên cứu, tế luyện, thu hoạch rất kinh người. 21 tiên quân dưới tay Ngọc Kinh Thiên Quân tăng vọt cảnh giới tu vi, gần đặt chân đến ngưỡng cửa thiên quân. Bản thân 3000 đại đạo do đế và tôn luyện ra là đại đạo của đại viên mãn đạo quân, nghiên cứu thấu một đại đạo là có thể chứng đạo thiên quân. Những người này có thành tựu làm cho người ta phải giật mình. Không chỉ thế, Ngọc Kinh Thiên Quân còn tụ tập kinh điển mười mấy đại giáo bị nuốt lại, cùng các tiên quân nghiên cứu hấp thu tinh túy các giáo lý giáo môn, dung nhập vào 3000 đại đạo, thu hoạch lại càng thêm phong phú. Tiên quân môn hạ của Ngọc Kinh Thiên Quân nhờ 3000 đại đạo chứng đạo thiên quân là chuyện chắc như bắp. Có thể tưởng tượng, nếu Ngọc Kinh Thiên Quân vận động 21 tiên quân, mấy ngàn vạn giáo chúng sẽ là chuyện khủng bố cỡ nào. Điều này thật sự xảy ra. Đoạn thời gian này, giáo chúng Ngọc Kinh Thiên Quân xâm nhập không gian tiên giới mới mở mang, đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo, chiếm lĩnh động tiên, khoanh vùng địa bàn. Nguyên Trung có vết nứt đương nhiên kinh động đám người Ngọc Kinh Thiên Quân. Khó có ai nhìn thấu mưu tính của Đạo Không đạo nhân, nhưng chắc chắn không hủy diệt tiên giới được. Có lẽ hai vị sư tôn đã đoán trước được điều này, để lại hậu chiêu. Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn mọi người. Các vị
cứ tiếp tục tìm thiên tài địa bảo, đừng lo. Ngọc Lâm, ngươi đi gặp Mông Tốn đạo quân, mời hắn đến cùng bàn chuyện đối phó với thần mẫu đạo quân. Ngọc Lâm tử lĩnh mệnh bay đi ngay. Lúc này bên trong hỗn độn thiên quốc, linh nữ, đại diễn cổ thần, lama cổ thần, các lãnh tụ hỗn độn thiên quốc chú ý thấy nguyên trung dạn nứt. Linh nữ mở miệng nói: đừng lo, phụ thân của ta chỉ muốn tìm một chỗ cư trú cho hỗn độn cổ thần. Mà Ma Kha thiên quân đâu rồi? Đại diễn cổ thần trả lời: từ khi La Hầu La rời khỏi Huyền Châu, Ma Kha thiên quân thấy hắn không chú sát quỷ bà thiên thì rất tức giận, hiện giờ không biết tung tích ở đâu nữa rồi. Linh nữ suy tư giây lát, thở dài: tuy Ma Kha thiên quân là lãnh tụ hỗn độn thiên quốc, thế nhưng người này luôn làm người ta không nhìn thấu được, khiến ta khó mà yên tâm về hắn ta. Đạo quả của phụ thân rơi vào tay của Ma Kha, dù chưa bị hắn luyện hóa thì cũng đem lại nhiều ích lợi cho hắn. Tim đại diễn cổ thần đập nhanh, trầm giọng nói: nếu Ma Kha hoàn toàn luyện hóa đạo quả, sợ là sẽ nhảy vọt lên tồn tại cường đại nhất. Hơn nữa Ma Kha đầy giá tâm, có mối quan hệ thân thiết với đạo quân chuyển thế như là Thiên Cơ, Đạo Táng. Ma Kha dính líu với thần mẫu đạo quân, chắc chắn có âm mưu gì đó phải đề phòng mới được. Linh nữ thản nhiên nói: Ma Kha có âm mưu, thế nhưng chỉ cần ta còn ở đây, hắn đừng mơ tưởng khống chế hỗn độn thiên quốc được. Hơn nữa đạo không, phụ thân ta sắp ra mặt rồi. Ở tận cùng tiên giới, trước một vách vực sâu thẳm to lớn, Ma Kha thiên quân ngước nhìn nguyên trung, nhíu mày đi vào vực sâu. Vực thẳm như cái hang không đáy, khủng bố mà âm u. Ma Kha thiên quân vào sâu bên trong, hơi thở tịch diệt càng ngày càng nặng. Vô số quái thú tịch diệt khổng lồ bám trên vách vực, há mồm to, đầu lưỡi đỏ như máu, ngoe ngoẩy khiến người ta sợ hãi. Ma Kha thiên quân đi đến tận cùng vực sâu, bên trong có cảnh tượng khác. Các quan tài đen to lớn lơ lửng trong không trung, có lá cờ bay trên một quan tài to, tràn ngập khí thế hung ác vô cùng, lệ khí đánh vào phù văn trên bề mặt quan tài. Tịch diệt đạo nhân giao thất thung kỳ cho Ma Kha thiên quân trước khi tầng hư không thứ 7 mở ra, kêu gã sử dụng nó hấp thu lệ khí trong kiếp số. Bây giờ thất thung kỳ đã luyện thành, dùng nó tiêu trừ phong ấn của đế vật tôn cùng bất không. Ma Kha thiên quân khom người hướng quan tài to nói: sư tôn, nguyên trung sắp phá hủy, đệ tử không rõ ý định của đạo không đạo nhân. Nếu nguyên trung vỡ trước, e rằng thời đại tiên đạo sẽ bị hủy diệt hết thôi. Trong quan tài to lớn truyền ra giọng của tịch diệt đạo nhân: không đâu. Tịch diệt đạo nhân cười khẩy nói: ta cứ tưởng đế giang nổ vách tường tiên giới thì thời đại tiên đạo sẽ vào tịch diệt kiếp trước thời gian, thế nhưng quên mất rằng sắp xếp của đế và tôn, thời đại tiên đạo sẽ không bị phá hủy dễ dàng như vậy. Đế tôn muốn tạo ra thời đại trước giờ chưa từng có, thời đại khiến tịch diệt kiếp mãi mãi không đến được. Đạo không thì vì kéo dài khí vận hỗn độn cổ thần, để lại chút kỷ niệm thời đại cổ thần. Ma Kha thiên quân lên tiếng khen: sư tôn thật là hiểu thấu mọi việc. Tiếng cười của tịch diệt đạo nhân càng kỳ dị: ta đã nhìn thấu mục đích của đạo không đạo nhân, nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng hắn muốn kéo dài khí vận hỗn độn cổ thần thì sẽ gây ra hậu quả tệ cỡ nào đâu. Thời đại hỗn độn cổ thần đã qua đi 23 ức năm, cách tịch diệt kiếp thời đại cổ thần còn lại 33 ức năm. Tịch diệt kiếp của cổ thần đã không còn xa vời. Tim của Ma Kha thiên quân rất kế bịch, chợt nhớ đến chuyện khủng bố. Từ hỗn độn cổ thần thứ nhất, hỗn độn ôn đế sinh ra đến nay đã 22-23 ức năm. Tuy thời đại hỗn độn cổ thần bị tiên đạo thay thế, nhưng hỗn độn cổ thần vẫn là chủng tộc lớn, sinh sản đến nay kéo dài khí vận thời đại cổ thần. Thời đại hỗn độn cổ thần chưa hoàn toàn biến mất, đạo không đạo nhân vì kéo dài khí vận khiến hỗn độn không mở mang hết, tịch diệt kiếp của thời đại cổ thần sẽ đến đúng hẹn. Dù đạo không đạo nhân không làm điều đó thì tịch diệt kiếp của thời đại cổ thần cũng vẫn sẽ đến. Lại qua 5 ức năm là thời đại hỗn độn cổ thần sẽ từ thịnh đến suy, khi ấy tịch diệt hưng thịnh, thực lực của ta chậm rãi phục hồi. Tịch diệt đạo nhân cười nói: đế và tôn cùng bất không
muốn khai sáng ra thời đại mà tịch diệt kiếp mãi mãi không đến được. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng đạo là vô thường đạo, pháp là vô thường pháp. Tất cả có đạo pháp đều sẽ chết cả. Hưng thịnh quá cũng sẽ đến suy tàn. Chỉ có tịch diệt mới là vĩnh hằng. Đầu tiên là thời đại cổ thần tịch diệt, sau đó sẽ là tịch diệt kiếp của thời đại tiên đạo, không còn xa. Thật mong chờ tịch diệt kiếp đến với thời đại huy hoàng tiên đạo sẽ đổ sộ biết bao đấy. Ma Kha Thiên Quân càng cung kính, đè nén lỗi lòng giật mình. Tịch diệt đạo nhân tiếp tục cười nói: Ngươi không cần lo, dù tịch diệt kiếp đến thời đại tiên đạo thì ngươi sẽ không chết đâu. Ma Kha, ta cần ngươi nuôi một đám người chăn nuôi trong thời đại tiên đạo, chăn nuôi các bảo bối ngoan của ta ăn tiên đạo, để tiên đạo sớm đến ngày. Huyết tổ ôn độn ôn đế không tệ, có thể làm thủ lĩnh người chăn nuôi dưới tay ta. Nhưng muốn quy mô lớn thì cần có thêm nhiều người thêm nữa. Người hãy làm xong chuyện này, ta giúp người luyện hóa hoàn toàn đạo quả bất không, để ngươi nhảy lên đẳng cấp đạo quân. Ma Kha Thiên Quân vội nói: Đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra huyết tổ và hỗn độn ôn đế, chuẩn bị nhiều người chăn nuôi cho sư tôn. Ma Kha Thiên Quân không người rời đi, mắt lóe tia sáng, cười nhạt. Ma Kha Thiên Quân thầm nghĩ: Tịch diệt đạo nhân dù gì vẫn bị đệ đạo tịch diệt khống chế. Tuy có cách nghĩ hay ho, nhưng không nhìn thấu ta, sớm muộn gì sẽ rơi vào tay ta, thành toàn cho ta. Ta mới là người điều khiển đại đạo tịch diệt, ngươi chỉ là kẻ thủ đạo, làm giá y cho ta. Nhưng người chăn nuôi là ý kiến hay, ta nên tích lũy thế lực cho mình. Sau lưng Ma Kha Thiên Quân, trên các quan tài to hiện ra tịch diệt ma nhãn to lớn, trong ma nhãn phản chiếu các mặt Ma Kha Thiên Quân. Dường như đệ tử của ta không quá đáng tin. Dù hắn có chút tâm kế cũng không sao cả. Ta sắp thoát khốn rồi. Rất nhanh thôi. Lại qua 8 năm, rốt cuộc Nguyên Trung cũng nổ tung. Khi tiên thiên linh bảo này vỡ, không gian vô cùng tiên giới bị chiếu sáng. Các linh quang bất diệt sụp đổ, lụi tàn. Nguyên Trung nổ, sinh ra ánh sáng, kéo dài 4 năm mới tắt. Các thiên quân cường đại trong tiên giới phát hiện Nguyên Trung không hoàn toàn tan vỡ, có mấy mảnh khá lớn chưa biến mất mà bay vào tiên giới mất tích đi. Nhiều cường giả tìm kiếm, định tìm ra mảnh nhỏ Nguyên Trung. Nguyên Trung nổ, nguyên tháp, nguyên đỉnh chịu đựng áp lực càng lớn hơn. Nhưng sức chịu đựng của hai tiên thiên linh bảo này rất kinh người, mãi mà chưa có vết nứt. Lúc này không gian tiên giới đã lớn hơn đa số thời đại tiền sử. Nó rộng lớn làm nhiều đạo quân chuyển thế phải kinh thán. Có đại thế lực vào không gian tiên giới mới khai sáng, bình định địa thủy phong hỏa, định phát triển ở đó. Ví dụ, năm đạo tổ của Huyền Châu tự dẫn giáo chúng, giáo môn của mình vào thiên địa tìm kiếm động tiên. Khổ Hạnh Thiên Tôn khiến hậu tôn đạo quân trấn thủ giáo môn, mình thì mang theo đám cao thủ sa môn đại giáo như Tam Khuyết Đại Phật đi vào thiên địa mới. Còn các đại giáo khác như đám người Thái Nhất Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Tổ cũng dẫn dắt cường giả vào thiên địa mới khai hoang. Trên thiên cao nhất tiên giới, Giang Nam để Đại La Thiên Lô Bồng lại, định quay về Huyền Châu. Đại La Thiên Lô Bồng đã luyện thành, ta tiếp tục ở lại đây cũng vô dụng, chẳng bằng để hai pháp bảo tự mình trưởng thành. Chim xanh trong Đại La Thiên hét lên: Lão già cứ yên tâm đi đi, chúng ta trông chừng pháp bảo của lão già, không cho ai nhặt. Giang Nam cười nói: Ai nhặt được pháp bảo của ta đây? Hai pháp bảo ở lại đây, mấy chục thiên quân bình thường đừng mơ tưởng mà vác đi được. Ta lòng mấy động một cái là có thể lấy về. Ta còn cần nhờ hai pháp bảo thu nguyên thủy chi khí. Trong pháp bảo có đạo thân của ta, sẽ không bị người lấy đi đâu. Dưới trống to đằng trước Lô Bồng, một thần nhân cầm song chùy đứng thẳng. Trong Đại La Thiên thì ức vạn thần ma đứng đầy. Các thần ma thần nhân biến ra từ đại đạo của Giang Nam không khác gì phân thân. Cơ thể hình thành từ đại đạo không có thực chất. Những đạo thân này có pháp lực, nếu ai muốn cướp thì ức vạn đạo thân của Giang Nam sẽ vận chuyển Lô Bồng, Đại La Thiên chống lại. Không chỉ thế, những đạo thân này có thể hấp thu nguyên thủy chi khí, bắt giữ nhiều nguyên thủy chi khí hơn, lưu trữ lại. Con chim xanh nghe thế, chớp mắt chim ti hí nói:
Nếu lão già không cần chúng ta ở đây trấn thủ, vậy chúng ta có thể đi tiên giới du lịch được không? Có gì mà không được? Giang Nam cười nói, hiện tại trong tiên giới tràn ngập kho báu, bản thân ta không chừng cũng đi vào trong tìm kiếm một phen. Bảy con chim xanh mừng rỡ bay ra Đại La Thiên hướng tới tiên giới. Đột nhiên ba con chim nhỏ hơn quay về thu tổ chim của mình. Ba con chim líu díu nói, đi ra ngoài du lịch sao có thể không mang theo ổ ngủ được? À đấy, các ngươi không mang theo ổ sao? Ba con chim khác bay về la lên, đương nhiên phải mang theo, nếu không kẻ trộm không lấy đi Đại La Thiên của lão gia được, quay sang ăn trộm tổ chim thì chúng ta lỗ to rồi. Bọn họ thoải mái ngủ trong tổ chim của chúng ta, còn chúng ta chỉ có thể dương mắt mà nhìn thôi. Một con chim xanh khác bẻ một nhánh đế hoàng thụ dính mấy miếng lá nói, còn nữa, ta nghe nói trong tiên giới có nhiều người xấu, chúng ta cần mang theo vũ khí. A nhỉ, mang thêm hai cây cho phụ mẫu đi. Giang Nam lắc đầu buồn cười, cất bước đi hướng Huyền Châu. Vốn thực lực bảy con chim xanh này không cao, nhưng trải qua Giang Nam tế luyện, pháp lực, thân thể, thậm chí nguyên thần đã biến thành linh quang. Trong cơ thể chim xanh tích lũy lực lượng khủng bố, tương đương với pháp bảo của Giang Nam. Hiện giờ chúng nó chưa quen thuộc lực lượng bản thân, không phát huy được bao nhiêu, thế nhưng cũng không đơn giản. Chờ chúng hoàn toàn khống chế sức mạnh, thì cỡ cao thủ thiên quân muốn giết hay luyện hóa chúng nó càng khó khăn hơn. Không lâu sau, Giang Nam đến được Huyền Châu, cường giả đẳng cấp thiên quân đều đã đi khai hoang. Chỉ còn thuộc hạ cũ của Giang Nam như đám người Thiên Vi, Tịch Ứng Tình, Nhà Cấu Nương. Nhóm Đạo Vương, Giang Tuyết, Tinh Quang, Minh Thổ cũng rời khỏi Huyền Châu, định tìm động tiên, kỳ chân dị bảo, tham ngộ 3.000 đại đạo, đã thu hoạch được, tự lập môn hộ. Đặc biệt là Lạc Quá Âm chạy đi trước nhất, kéo năm Quách Tiên Đông đi cùng. Chắc là Quá Âm thèm thuồng bảo bối, sinh ra trong khai thiên tích địa. Mọi người tự mang đi thuộc hạ của mình, tiên nhân trong Huyền Châu ít đến 8 phần. Giang Nam nhìn Huyền Châu vắng vẻ, nhưng không để bụng. Huyền Châu bây giờ càng rộng lớn hơn lúc trước, được phúc trạch khai thiên tích địa, lãnh thổ khuếch trương, tiên khí dồi dào. Các linh khí tụ tập trong thiên địa, núi tiên, thánh thổ khắp nơi, thêm nhiều tiên khoáng, mạch khoáng. Huyền Châu bây giờ, dù chuyển vũ trụ tam giới vào, cũng chỉ chiếm vị trí rất nhỏ. Các tiên châu khác đang khuếch trương, to hơn lúc trước gấp 100.000 lần. Nhưng khu vực Huyền Châu rộng nhất, được nhiều ích lợi nhất. Nhưng những tiên châu là thiên địa mở mang trước tiên, không như nơi khác mới mở mang có thể sinh ra nguyên thủy chi khí. Một ít sinh linh cường đại, tiên thiên thần thánh, không có nhiều tiên dược, tiên chu. Thiên Vi dẫn mọi người ra chào đón. Giang Nam thấy nhóm Tịch Cứng Tình, Nhạc Cấu Nương, Hoa Chấn Nguyên, Âu Tỷ Tĩnh đều có mặt. Giang Nam cười hỏi, sao các ngươi không đi rèn luyện một phen? Càn Khôn Lão Tổ trả lời, Huyền Châu nên có người trấn thủ, nếu bị ngoại địch xâm nhập thì không tốt đâu, nên ta khiến cho bọn họ và Đại La Thiên Quân ở lại trấn thủ Huyền Châu. Giang Nam phất tay nói, ta đã trở về, còn ai dám xâm nhập Huyền Châu đấy? Các người đi đi, sẽ có thu hoạch không nhỏ. Thế hệ chúng ta không kịp có mặt lúc đế và tôn khai thiên, bây giờ 8 tiên thiên pháp bảo, 3 tiên thiên linh bảo khai thiên, nếu các ngươi bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc cả. Quân sư, hãy dẫn Đại La Thiên Quân đi cùng bọn họ, chỗ này có ta là được rồi. Càn Khôn Lão Tổ vâng dạ nhưng không di chuyển, cười kỳ dị. Giang Nam ngạc nhiên nhìn Càn Khôn Lão Tổ, thấy đám người Hoa Chấn Nguyên, Phong Mãn Lâu, Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai cũng cười kỳ cục. Tịch Ứng Tình, Nhà Cấu Nương lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Giang Nam rất khó hiểu. Giang Lâm đứng một bên sốt ruột, mặt đỏ ửng, muốn nói chuyện nhưng không dám. Quỷ Bà Thiên cười khùng khục. Thiên Vi ho khan, nhẹ giọng hỏi, kiếp số của lão gia đã qua, đáng vui, đáng mừng. Lão gia, hãy nhìn xem đây là ai. Giang Nam nhìn bên cạnh Thiên Vi, tiểu nha đầu thò đầu ra từ sau lưng Thiên Vi, tay túm đuôi một áng mây nhỏ. Giang Nam cười to nói, thì ra là Tuyết Tình, mau mau qua đây, tới chỗ của ta nào. Thiên Vi mỉm cười hỏi, lão gia sớm biết Tuyết Tình, vậy chắc trong lòng lão gia sớm đã tính toán chuyện mẫu thân ruột của nàng. Xin hỏi lão gia, mẫu thân ruột của Tuyết Tình là ai vậy? Giang Nam ngạc nhiên cười nói,
Phu nhân, gì mà biết hay không? Rõ ràng mẫu thân ruột của Tuyết Tình là Lâm Nhi muội muội. Mọi người xôn xao cùng nhìn hướng Giang Lâm, là muội muội ruột của giáo chủ. Nhạc Áo Nương trợn tròn mắt, rất thương phấn, nhỏ giọng nói: "Ta cứ tưởng là Đông Cực tỷ tỷ, bây giờ lại có phát triển mới rồi. Sư tôn và muội muội ruột ư? Là sư cô của ta ư? Đây là tình cảm cấm kỵ. Hey, tiếc rằng sư tổ không có ở đây, nếu không nàng sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên cho mà xem." Mặt Giang Lâm đỏ rực, xua tay nói: "Tứ ca, Tuyết Tình không phải của ta, thật sự." Giang Nam kinh ngạc hỏi: "Tiểu muội, chuyện gì đây? À, sao trên người Tuyết Tình lại có hơi thở yêu tộc vậy?" Giang Tuyết Tình nhút nhát đến gần Giang Nam: "Tiểu nha đầu có huyết mạch yêu tộc, tuổi thọ yêu tộc lâu dài nên nàng phát dục hơi chậm. Cộng thêm tu vi Giang Tuyết Tình tiến bộ nhanh, mặt nàng vẫn như con nít vậy." Giang Nam nhìn ra nguồn gốc huyết mạch của Giang Tuyết Tình là từ yêu tộc, Giang Nam ngạc nhiên lẩm bẩm: "Không phải nữ nhi của tiểu muội, là của ta. Nữ nhi của ta và Giang Tuyết tỷ tỷ, đây là chuyện gì đây?" Giang Nam ngộ ra, sáng tỏ đầu đuôi ngọn nguồn. Hắn và Giang Tuyết tỷ tỷ dây dưa nhân duyên kết trái. Giang Tuyết có thai, sinh ra Giang Tuyết Tình, đưa nàng xuống hạ giới. Giang Tuyết là chuyên gia che giấu hơi thở, từng dạy pháp môn che hơi thở cho Giang Nam, giúp hắn né tránh sát kiếp bao nhiêu lần. Giang Tuyết muốn giấu huyết mạch của Giang Tuyết Tình che mắt Giang Nam không hề khó khăn. Huống chi trong đất đế tôn truyền pháp, Giang Nam và Giang Lâm Tuyết Tình vội vàng gặp thoáng qua, hắn không nhìn kỹ. Nỗi lòng Giang Nam phức tạp, cay đắng thầm nghĩ: "Tại sao tỷ tỷ lại giấu giếm ta? Tại sao đặt tên Tuyết Tình cho nữ nhi của chúng ta vậy?" Thiên Vi xua mọi người đi, tiến lên nói: "Lão gia, không phải thiếp thân cố ý làm cho lão gia khó xử, mà vì Tuyết tỷ tỷ không muốn giữ lại Tuyết Tình, nói huyết mạch Giang gia thì trả lại cho Giang gia. Tuyết tỷ tỷ rời đi là định tự mình lập môn hộ chứng đạo thiên quân để lại Tuyết Tình. Lão gia hãy nhận nữ nhi trước mặt mọi người, cho nàng nhận tổ quy tông, có danh phận, không đến nỗi là trẻ mồ côi, không phụ không mẫu." "Không phụ không mẫu sao?" Giang Nam hít sâu, yêu thương vuốt đầu Giang Tuyết Tình làm rối tóc tơ. Giang Nam cười nói: "Sao có thể không phụ không mẫu được? Nàng là nữ nhi của ta, công chúa của Huyền Châu, là hòn ngọc quý trên tay vi phụ." Giang Nam bế Giang Tuyết Tình lên cười nói: "Phu nhân nói đúng, nên có danh có phận. Huyền Thiên giáo chủ ta mừng được nữ nhi yêu quý là Minh Châu của tiên giới." Giang Tuyết Tình cắn môi dưới, rụt rè hỏi: Người là phụ thân của ta sao? Thật sự sao?" "Tuyết Tình, trong người của ngươi có lực lượng huyết mạch của ta, chưa hoàn toàn kích phát ra. Áng mây này đã kích phát một phần. Ngươi xem, huyết mạch của phụ thân và nữ nhi, nhìn liền biết ta là phụ thân của ngươi rồi." Giang Nam cười lớn, khí huyết quanh thân như biển cả, ẩm ý chấn động, đạo âm ầm ầm. Khí huyết hình thành cầu vồng, cung đình, trung lớn, bảo tháp, đỉnh to, thiên luân, kim long, các dị tượng kích phát lực lượng huyết mạch trong người Tuyết Tình. Thoáng chốc, lực lượng huyết mạch trong người Giang Tuyết Tình phóng lên cao, khí huyết ầm ĩ, đạo âm ầm ầm. Khí huyết tự hình thành các loại dị tượng rất kinh người, giao nhau với khí huyết của Giang Nam. Khí huyết tộc yêu hồ cũng tự bay ra, hình thành dị tượng yêu hồ chín đuôi. Khác với Giang Nam, đó là huyết mạch di truyền từ mẫu thân của Giang Tuyết Tình. Khí huyết phụ thân và nữ nhi nối liền, Giang Nam hoàn toàn kích phát lực lượng huyết mạch của Giang Tuyết Tình. Lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch khiến tu vi Giang Tuyết Tình tăng vụt, thoáng chốc tiến bộ gấp mấy lần. "Tỷ tỷ sẽ như những người khác chặt đứt mọi tình duyên nhân quả, chứng đạo thiên quân sao?" Giang Nam ôm nữ nhi đưa hướng Huyền Thiên Cung. Tuyết Tình nằm gọn trong ngực Giang Nam, tay túm đuôi La Thiên Khánh Vân kéo đám mây nhỏ xinh. Trong La Thiên Khánh Vân phát ra đạo âm trong trẻo kêu đinh đang. Có rất nhiều pháp môn chứng đạo thiên quân, chủ yếu nhất là chém hết thảy nhân quả, tình duyên hợp đạo. Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân đều làm như vậy. Còn cách hỗn độn chứng đạo là pháp môn riêng thuộc về tộc hỗn độn cổ thần, biến nhân quả dây dưa thần hồn nguyên thần thành hỗn độn chứng đạo thiên quân. Cách chứng đạo của Ma Kha Thiên Quân là áp dụng tịch diệt,
khiến nhân quả tịch diệt có thể hợp đạo. Còn có cách huyền đài chứng đạo của Càn Nguyên Thiên Quân, để nhân quả quấn quanh huyền đài vỡ thì nhân quả tiêu, có thể hợp đạo. Nhưng những pháp môn đó về mặt bản chất đều là cắt đứt nhân quả, khiến nhân quả trước kia không còn quấn thần hồn, nhờ đó mà hợp đạo. Tất cả theo pháp môn hợp đạo chủ lưu, bản chất không thay đổi. Đạo quân chuyển thế khác có pháp môn chém nhân quả, hợp đạo, nhưng đa số giống nhau. Chỉ có Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn Nương Nương, Kế Đô Ma Tổ, La Hầu La là khác. Bọn họ là đạo tổ, không chém nhân quả được và cũng không cần chém. Bọn họ dựa vào công đức hợp đạo, chứng thiên quân. Trừ hai loại này ra là thật sự nhảy khỏi nhân quả, chỉ có Giang Nam, Cự Linh Đạo Quân, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Đạo Nhân làm được. Trong bốn người, Cự Linh Đạo Quân chứng đạo thiên quân dựa vào ba vị một thể. Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn là pháp thân đạo quả hợp nhất. Đạo Không Đạo Nhân là thân thể hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang. Nhân quả không thể quấn thần hồn bọn họ, chứng đạo thiên quân thì không sợ nhân quả. Trong đạo tràng Đế Tôn, nhiều thiên quân được 3000 đại đạo. Trong Huyền Châu, đám người đạo vương Tịch Ứng Tình, Lạc Qua Âm, Thiếu Hư được một hoặc vài đại đạo trong số 3000 đại đạo có vốn liếng chứng đạo thiên quân. Nhưng bọn họ không có thân phận đạo tổ, không có thủ đoạn như Giang Nam, Vô Cực Thiên Tôn hay Đạo Không Đạo Nhân. Bọn họ muốn chứng đạo thiên quân phải đi theo dòng chính, đó là chém nhân quả, tình duyên để hợp đạo. Có lẽ thủ đoạn khác nhau, nhưng xét đến cùng vẫn chung một loại. Tuy sau khi chém nhân quả tình duyên, hợp đạo thiên quân vẫn như trước kia, nhưng sau khi chứng đạo thiên quân, dù tính ra nhân quả mới sẽ không bám vào người, không ảnh hưởng thần hồn, không thể hại mạng sống. Duyên trước đã đứt, tình cảm trước kia sau khi hợp đạo có lẽ còn tiếp tục. Những tình cảm này thường chỉ là phản chiếu đạo tâm hợp đạo, lòng không còn như cũ. Trước kia quen nhau là thật lòng thật dạ, bây giờ cách một tầng sương mờ, người vẫn là người đó, nhưng tình cảm đã mỏng manh. Đây chính là hợp đạo. Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, Ma Kha Thiên Quân, Càn Nguyên Thiên Quân đều là người hợp đạo như vậy. Tất cả tồn tại chính đạo thiên quân trong các thời đại tiên thiên pháp bảo cũng như vậy. Thiên Vi nói nàng không muốn chứng đạo thiên quân, chỉ mong làm bạn bên cạnh Giang Nam. Đây là lý do hắn cảm động. Bởi vậy Giang Tuyết rời khỏi Huyền Châu, muốn chứng đạo kích thích Giang Nam rất lớn. Thiên quân khó chứng, tỉnh nhân quấn quýt chín kiếp mà không thể chứng đạo, cuối cùng ôm nhau chết trong tịch diệt kiếp. Có người sống tiếp chứng thiên quân, đạo quân. Giang Nam đặt Tuyết Tình xuống, cười chơi với hắn. Giang Nam thầm nghĩ, sức nặng của ta trong lòng tỷ tỷ không bằng đạo, tỷ tỷ muốn chứng thiên quân đối với nàng có lẽ là một kết cuộc tốt ta. Giang Tuyết Tình vốn hơi sợ Giang Nam, nhưng rất nhanh thân với hắn, phụ thân và nữ nhi chơi đùa vui vẻ. Tiểu nha đầu lấy mấy vật nhỏ ra khỏi La Thiên Khánh Vân, khoe khoang món đồ chơi với Giang Nam. Giang Nam câm nín, xòe tay ra, linh quang bất diệt biến thành các pháp bảo chuông, đỉnh, khánh, thiên biến vạn hóa, chủng loại nhiều hơn La Thiên Khánh Vân gấp mấy trăm lần. Giang Tuyết Tình nhìn chân chân, nếu Tuyết Tình đến cảnh giới của ta thì cũng làm được, không cần nhờ vào mấy nhỏ. Linh quang của mình biến hóa ra mọi pháp bảo. Giang Nam kể nói, Tuyết Tình yên tâm, phụ tử chúng ta là hai vị thần cuối cùng còn ở trên đời, có ta bên cạnh, Tuyết Tình sẽ không cảm thấy cô đơn. Một đoàn linh quang bất diệt hiện ra trong tay Giang Nam. Giang Tuyết Tình thò tay nhỏ ra, thò vào linh quang. Khi rút ra, Giang Tuyết Tình lấy được thứ mình muốn. Tiểu nha đầu vui vẻ cười lên the thé. Thi Hiên Vi dựa vào ngưỡng cửa nhìn phụ thân và nữ nhi chơi đùa. Mấy tháng sau, Huyền Châu hành động rầm rộ. Giang Nam liên tục ra tay, lấy hỗn độn tự nhiên từ bên ngoài tiên giới khai sáng, bổ sung 33 trọng thiên tam giới, lại kéo tiên khí linh mạch vô cùng luyện vào tam giới để cho chúng sinh được nhiều ích lợi. Tam giới cũng dần trưởng thành, hình dạng hơi giống nguyên tháp. Chư thiên tam giới càng lúc càng cao, tầng trên cùng gắn với thiên cao nhất của tiên giới. Tam giới tự động hấp thu tiên linh khí trong không gian tiên giới bao la rộng lớn. Các tầng chư thiên đi thông với Đại La Thiên. Giang Nam mời Càn Khôn Lão Tổ, Quỷ Bà Thiên đến. Giang Nam cười nói, quân sư, sau này gia đình ba người ta sẽ đi Đại La Thiên cư ngụ, chuyện trong tiên giới giao hết lại cho quân sư.
Càn Khôn lão tổ thầm than thở, biết Giang Nam không có lòng tranh giành ngôi đế nên tránh trên Đại La Thiên. Càn Khôn lão tổ gật đầu nói: "Giáo chủ, nếu tiên giới hoàn toàn mở mang sẽ có phân tranh, cuộc chiến tranh giành ngôi đế không thể tránh khỏi. Tiên đế quân lâm thiên hạ sẽ chèn ép Huyền Châu ta, giáo chủ cao cao tại thượng, tránh xa trần thế, thế nhưng sợ là không được yên tĩnh đâu." Giang Nam cười hỏi: "Ai bảo ta cao cao tại thượng, tránh xa trần thế đây? Thần sẽ không rời xa thế nhân, chỉ có tiên nhân mới làm như vậy. Ta ở Đại La Thiên là vì luyện báo, không phải muốn yên tĩnh. Ai dám vào động vào Huyền Châu ta đây? Người chờ xem ta xử kẻ đó." Càn Khôn lão tổ ngạc nhiên: "Thiên Vi đi theo Giang Nam, gia đình ba người không đi Đại La Thiên mà hướng tới Vô Nhân Cấm Khu." Thiên Vi tò mò hỏi: "Lão gia, đi Vô Nhân Cấm Khu làm gì vậy?" "À, đi gặp mấy lão đạo hữu thôi." Giang Nam cười nói: "Nhìn xem bọn họ có muốn chuyển thế tiên giới hay không." "Tiên giới bây giờ không tầm thường, ta nghĩ mấy lão giả ngoan cố đó cũng sẽ động tâm." Chờ Giang Nam vào Vô Nhân Cấm Khu, hắn giật mình. Phạm vi Vô Nhân Cấm Khu rút nhỏ rất nhiều, có nhiều cấm khu đã trống trơn, lại có mấy đạo quân tiền sử chuyển thế đến tiên giới. Chợt tiếng cười to vang lên: "Giáo chủ từ xa mà đến, tiếp đón chậm trễ, thứ lỗi cho." Một tòa cấm khu mở rộng, mấy đạo quân tiền sử nghênh đón Giang Nam vào cấm khu. Tòa cấm khu này là phủ đệ của Thanh Hư đạo quân, lấy gã làm xuất thân. Bên cạnh là Thiên Hy thánh nhân, Viên Lão thái đạo, chức mẫu đạo quân. Bốn đạo quân tiền sử cùng cười nói: "Giáo chủ thật là khách quý hiếm đến, mấy năm nay không thăm chúng ta." Giang Nam nhìn xung quanh, cấm khu của Thanh Hư đạo nhân cũng trống trơn hoang vắng. Giang Nam cười hỏi: "Mấy đạo hữu tương khang, Nữ La, Vân Dương đi đâu rồi?" "Bọn họ đều đã chuyển thế rồi." Viên Thái lão đạo khẽ thở dài: "Tám pháp bảo, ba linh bảo khai thiên, tiên giới mở rộng, Vô Nhân Cấm Khu bị trùng kích càng lúc càng nhỏ, không chống nổi nữa rồi. Bọn họ chuyển thế trước, không lâu sau mấy lão già cổ hủ chúng ta cũng sẽ đi. Giáo chủ đến chậm vài ngày sẽ là không thấy được chúng ta." Giang Nam rung động. Vô Nhân Cấm Khu sừng sững trong hai mươi mấy thời đại, rốt cuộc cũng sắp thành lịch sử. Giang Nam cười nói: "Mấy đạo hữu cũng cho rằng tiên giới sẽ làm cho tịch diệt kiếp mãi mãi, không bao giờ đến hay sao?" Thanh Hư đạo quân lắc đầu nói: "Đây không phải lý do chúng ta chuyển thế đến tiên giới." Chức mẫu đạo quân chen lời nói tiếp: "Lý do chúng ta chuyển thế là vì tiên giới quá lớn, nhiều cường giả, một thịnh thế không thua gì thời đại Nguyên Đạo." Vậy sao? Vậy nếu tịch diệt kiếp bộc phát trong thời đại Tiên Đạo thì sẽ không thua gì thời đại Nguyên Đạo đâu. Kiếp số như thế, ngay cả Vô Nhân Cấm Khu cũng sẽ bị hủy diệt. Tất cả tồn tại trong cấm khu sẽ tan biến, không còn lại gì. Thiên Hy thánh nhân mở miệng nói: "Nếu vậy, chẳng bằng chuyển thế đến tiên giới, tìm chút cơ hội sống còn. Không chừng kiếp này có thể vấn đỉnh tận cùng đại đạo, tránh thoát tịch diệt kiếp tương lai." Giang Nam nhíu mày nói: "Mấy vị đạo hữu không tin đế và tôn có thể khai sáng ra tịnh thế mà tịch diệt kiếp mãi mãi không bao giờ đến nữa?" Bốn đạo quân tiền sử nhìn nhau. Thanh Hư đạo quân hắng giọng: "Giáo chủ, thịnh cực mà suy, đây đã là lịch luật rồi. Chúng ta chứng kiến lịch sử vũ trụ xa xưa, các thời đại hưng suy, vô số kỳ tài ngút trời, chưa từng thấy thịnh thế nào thoát khỏi tịch diệt kiếp cả. Dã tâm của đế và tôn rất lớn, chúng ta cho rằng đây chỉ là trăng trong nước thôi." Chức mẫu đạo quân nói tiếp: "Giáo chủ, ngươi phải cẩn thận." "Lão thần không kêu giáo chủ đề phòng đế và tôn, mà là tịch diệt kiếp kìa. Thời đại thần đạo của giáo chủ và thời đại tiên đạo cùng sinh ra, thần đạo hủy diệt, tịch diệt kiếp sẽ đến." Tim Giang Nam rất kế bịch, đăm chiêu suy tư. Viên Thái lão đạo đứng lên nói: "Thời đại tiên đạo quá lớn, nếu tịch diệt kiếp đến sẽ xóa hết mọi dấu vết tiền sử và hiện tại, không chứng tận cùng đại đạo
e rằng tất cả sẽ thành tro bụi. Thiên Hy Thánh Nhân đứng dậy hỏi: Giáo chủ, đây là lệnh ái hay sao? Giang Nam gật đầu cười: Tỉnh nhi, sao không chào các vị tiền bối đi? Giang Tuyết Tình vội vái chào. Thiên Hy Thánh Nhân bước tới đỡ Giang Tuyết Tình dậy, cười nói: Mấy lão quái vật chúng ta đi, Vô Nhân Cấm Khu sẽ thành lịch sử. Hiếm khi giáo chủ nhớ đến thăm chúng ta. Hôm nay mấy lão hủ dùng đạo và lý các thầy đại chôn vùi tại đây, cầu phúc cầu thọ cho lệnh ái. Nguyện nàng mang theo những chấp niệm của lão quái vật chúng ta bình an mãi đến trời già đất cõi thì thôi. Thanh Hư đạo quân, Chức Mẫu đạo quân đứng dậy. Đại đạo trong cấm khu ầm ĩ, đạo âm vang lên, đại đạo sôi sục, đạo quang chen chúc tuôn hướng Giang Tuyết Tình. Đại đạo tiền sử lắng đọng trong Vô Nhân Cấm Khu như thức tỉnh, hình ảnh lịch sử các thời đại xuất hiện trong đạo quang. Đó là năm tháng tươi sáng rực rỡ lắng đọng trong Vô Nhân Cấm Khu. Những đạo âm như khúc nhạc năm tháng tuyệt vời, tiếng trống ầm ầm, tiếng cầm du dương chất chứa thê lương làm cho người ta phải bật khóc. Cuối cùng tất cả đạo âm biến mất, chỉ còn lại nỗi hụt hẫng vô cùng, không nghe thanh âm gì, không thấy sắc màu gì. Đạo thân của Thanh Hư đạo quân, Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái Lão đạo, Chức Mẫu đạo quân tán đi. Mọi cảnh tượng trong cấm khu sụp đổ, uy lực nguyên tháp nguyên đỉnh ập đến san bằng cấm khu, phá hủy linh quang. Vô Nhân Cấm Khu đã thành lịch sử. Thiên Vi ngập ngừng: Lão gia, nhóm của Thanh Hư... Giang Tuyết Tình ngước đầu hỏi: Mấy lão gia gia nãi nãi đi đâu rồi? Đã chuyển thế rồi. Giang Nam ôm Giang Tuyết Tình đi ra ngoài. Ta nghĩ qua trăm ngàn năm sau sẽ còn gặp lại bọn họ. Đi, chúng ta đi, nhìn tiên giới mới nào. Giang Nam lắc đầu nói: Tuyết Tình, bọn họ tặng lịch sử cấm khu cho ngươi, tương lai hy vọng ngày đó sẽ không đến, không thì rất khủng bố. Thiên Vi giật mình hỏi dồn: Lão gia, cái gì rất khủng bố vậy? Lão gia đừng hù thiếp thân. Giang Nam lắc đầu nói: Có lẽ bọn họ hy vọng khi tịch diệt kiếp, tiên đạo đến, Tuyết Tình tái tạo cấm khu, kế thừa lịch sử Vô Nhân Cấm Khu. Chỉ mong đế và tôn khiến cho tịch diệt kiếp không bao giờ đến. Ta không hy vọng nữ nhi của ta gánh lịch sử nặng nề như thế đâu. Tịch diệt kiếp thật sự không đến được hay sao? Thanh Hư đạo nhân, Viên Thái Lao đạo, Chức Mẫu đạo quân đưa lịch sử lắng đọng trong Vô Nhân Cấm Khu vào người Giang Tuyết Tình. Bây giờ Giang Tuyết Tình chưa thể lĩnh ngộ, thế nhưng cảnh giới tu vi càng tăng cao thì tương lai sẽ có lúc nàng hiểu hết những đạo lý này. Đám người Thanh Hư đạo quân tặng quà rất kinh người, giúp Giang Tuyết Tình mất nhiều thời gian lĩnh ngộ. Nhưng Giang Nam biết bốn lão quái vật sẽ không vô duyên vô cớ tặng quà, bọn họ có mục đích riêng. Ta chỉ hy vọng Tuyết Tình bình an mà sống, không mong nàng cánh đoán lịch sử này. Gia đình Giang Nam đi trong tiên giới mới khai sáng, khắp nơi là thánh địa, khu vực quá rộng nên cách cước vạn dặm mới gặp một tiên nhân. Có nhiều tiên thú ẩn hiện, một số tiên thú là sinh linh do thiên địa sinh ra rất mạnh. Thiên Vi thu mấy dãy núi bằng tiên kim, bắt một ít ngôi sao tiên giới, thu vài áng vân khí, hàng phục tám tiên thú, toàn là long giao mã thuộc loại tiên thú tiên thiên dị chủng. Thiên Vi lấy đại lộ bảo liễn lúc Giang đại giáo chủ làm thần đế trong tam giới đã dùng, tiên kim, ngôi sao, vân khí luyện lại bảo liễn, dị chủng lao dong mã kéo xe. Gia đình Giang Nam ngồi trong đại lộ bảo liễn lướt qua không trung. Đại lộ bảo liễn rất hoa lệ, nóc có hoa cái treo cao, dùng tiên kim, toàn là tiên thiên kim tinh, rèn luyện bằng ngôi sao. Trong thùng xe trải tiên thiên vân khí, nơi đạo lộ bảo liễn lướt qua, tường thụy dâng lên, hài thải cuồn cuộn, tiên vân bay đầy trời. Thiên Vi cười nói: Bây giờ địa vị của lão gia siêu phàm, tiếc rằng đi ra ngoài không mang theo tùy tùng. Giang Nam lắc đầu cười: Chúng ta chỉ mang theo Tuyết Tình du lịch cho vui, không cần kinh thiên động địa. Đột nhiên đằng trước bộc phát tiên quang, từng đợt tiên quang rạch phá không gian bay đi, là các tiên nhân đang chạy nhanh. Có người cao giọng quát lên: To gan, dám chọc vào Ngọc Kinh Thánh Giáo chúng ta sao? Mọi người đừng hoảng, mấy con chim này dù là thần ma tiên thiên sinh ra cũng không làm gì chúng ta được.
hai phó giáo chủ Minh Đường, Từ Khấu, Ngọc Kinh Thánh Giáo sắp chạy đến rồi. Mấy con chim đó quá kiêu ngạo, thế nhưng thực lực siêu mạnh, đánh tuần thiên sứ Ngọc Kinh Thánh Giáo ta tơi bời. Nhưng kinh động hai phó giáo chủ Minh Đường, Từ Khấu thì chúng nó sẽ nhanh chóng bị bắt làm tòa ký của Thánh Giáo chủ thôi. Hai vị phó giáo chủ đều chứng đạo thiên quân rồi, đối phó với mấy tiên thiên sinh linh dễ như chơi. Lòng Giang Nam máy động, tám tiên thiên long giao mã chuyển hướng đuổi theo đám tiên nhân. Giang Nam cười nói: chúng ta đi nhìn xem là tiên thiên ma quái nào có thể vời đến Minh Đường tiên quân, Từ Khấu tiên quân. Thiên Vi cười nói: lần này tiên giới khai sáng sẽ sinh ra nhiều thần thánh bẩm sinh từ chất tốt hơn 72 tiên thiên thần thánh đệ tử của đế và tôn, không chừng tương lai sẽ có đạo quân, thiên quân. Những sinh linh này vâng chịu thiên địa khí vận tiên giới, tương lai sẽ rất lợi hại, trở thành chúa tể tiên giới. Lão già có sợ không? Giang Nam buồn cười nói: đối thủ của ta không phải bọn họ, chờ khi bọn họ tu thành đạo quân có lẽ còn tư cách đứng trước mặt ta. Nhưng phu nhân nói đúng, những sinh linh sinh ra từ thiên địa, khí vận là tài năng có thể dạy dỗ được. Nếu có duyên không chừng ta sẽ thu mấy sinh linh mà dạy dỗ. Giang Tuyết Tình nắm tay nói: phụ thân thật lợi hại, là lợi hại nhất mà. Giang Nam khều khều mũi Giang Tuyết Tình cười nói: đừng nói vậy, ngoài trời có trời, ngoài người có người. Tuy vi phụ lợi hại, nhưng động tới đạo quân vi phụ sẽ né tránh. Đương nhiên, trừ đạo quân điện ra, trên đời này đã không có đạo quân. Tuyết Tình nói thế cũng không sai, nhưng đồn ra ngoài thì không hay, sẽ có người báo là vi phụ tự tâng bốc mình. Thiên Vi sỉ cười: bây giờ lão gia đang tự khoe đây này. Giang Nam cười to: đúng là hơi khoa trương, thế nhưng vô cùng trên đời hiếm cái gì lọt vào mắt lão gia ta được. Các tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo chạy nhanh như bay, lướt qua như không thấy đại lộ Bảo Liễn, bọn họ bay vút đi xa. Có tiên nhân bàn tán: ta nghe nói Thánh Giáo chủ và 19 phó giáo chủ ở gần đây hình như phát hiện tiên thiên sinh linh gì ghê gớm lắm, định bắt giữ. Có thể kinh động 21 vị phó giáo chủ và Thánh Giáo chủ, thì tiên thiên sinh linh này không hề tầm thường. Thì đó, nghe đồn sinh linh này là do tiên thiên ngũ sắc liên vỡ tan, có một lũ linh quang tàn khuyết rơi vào tự nhiên, tiên thiên ban sơ biến thành một quả trứng đá dưỡng dục ra linh trí. Nếu không thì làm sao kinh động Thánh Giáo chủ được? Quả trứng đá dưỡng dục sinh linh hấp thu tiên thiên bản sơ, tự nhiên to cỡ tinh hệ, không còn một mảnh, thế nhưng chưa xuất thế, liên tục hấp thu tiên khí xung quanh ước vạn dặm. Nghe nói nó khiến xung quanh biến thành hoang mạc. Thánh Giáo chủ vốn định tìm mảnh nhỏ nguyên trung, nghe chuyện này thì vội vàng chạy tới. Nếu không phải mấy con chim tiên thiên đáng hận kia phá đám thì chúng ta đã đến đó rồi, xem thử trong trứng đá tiên thiên dưỡng dục sinh linh gì. Mấy con chim to kia thật là đáng hận, bắt nhiều huynh đệ của chúng ta, nếu bắt được chúng nó phải nhổ sạch lông mới được. Không lâu sau, Giang Nam cảm ứng đằng trước có dao động chiến đấu kịch liệt, dương mắt nhìn thấy hơn 10 vạn tiên nhân của Ngọc Kinh Thánh Giáo hợp thành đại trận vây công mấy con chim tiên thiên. Chính giữa đại trận là một gốc thần thụ, mấy bóng dáng bay tới bay lui quanh thân cây, hai phe đánh túi bụi. Giang Nam nhìn từ xa, lòng thầm thắc mắc, nhỏ giọng nói: hình như là mấy con chim của nhà ta. Sao? Mấy con chim của nhà chúng ta sao? Thiên Vi kinh ngạc hỏi: là mấy con nào? Là kim đế hay thần thiếu vậy? Giang Nam lắc đầu, đại lộ Bảo Liễn chạy tới gần. Hơn 10 vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo kết đại trận vây công mấy con chim xanh, cây to bao phủ mấy ngàn dặm. Bốn con chim xanh bay tới bay lui chặn lại hơn 10 vạn tiên nhân công kích. Hai con chim to đậu trên thần thụ, chim công buồn rầu than thở: ta đã nói là đám chó các ngươi sẽ gây sự, quả nhiên bây giờ nên làm sao đây? Bị lão già biết sẽ mắng các ngươi thôi. Bốn con chim xanh lấy ra mấy tổ chim vàng óng ánh, tổ chim bay lên ánh sáng vàng rực rỡ thu các tiên nhân vào trong. Tổ chim chĩa xuống, mấy tiên nhân rớt ra ngoài bị trói chặt. Dưới thần thụ có một con chim xanh to, hai chân chim dài nhỏ nhảy nhót, mỏ chim gõ mặt đất là thùng một lỗ to.
con chim ngậm các tiên nhân bị trói chặt nhét vào hố. Chim to lẩm bẩm: ăn không hết vậy thì trông, chắc năm sau sẽ cho ra nhiều tiên nhân. Giang Nam Thiên Vi câm nín mà nhìn, Giang Tuyết Tình ngơ ngác xem. Dưới gốc thần thụ có 3-4 vạn tiên nhân bị vùi dưới đất, chỉ lộ ra cái đầu ra ngoài. 7 con chim xanh dắt 3-4 vạn tiên nhân Ngọc Kinh Thánh Giáo trồng chờ năm sau ăn tiếp. Giang Tuyết Tình ngước đầu lên tò mò hỏi: phụ thân, trồng tiên nhân ở dưới đất năm sau sẽ mọc ra càng nhiều thật hay sao? Giang Nam chưa trả lời, Thiên Vi đã lắc đầu: Tuyết Tình, đừng tin bọn chúng. Trồng tiên nhân dưới đất không thể mọc ra nhiều tiên nhân được. 7 vật xấu này quen vùi hốt, cho rằng thứ gì ăn được cứ vùi xuống đất sẽ mọc ra nhiều hơn. Biểu tình Giang Tuyết Tình càng lạ. Là thứ ăn được sao? Giang Tuyết Tình khó hiểu hỏi: tiên nhân mà cũng ăn được hay sao? Chán Thiên Vi nổi gân xanh, nhìn Giang Nam cầu cứu. Giang Nam hắng giọng và mặt nghiêm túc nói: đối với yêu quái thì có thể ăn tiên nhân, bởi vì... Tiểu nha đầu chớp mắt tò mò hỏi: ta cũng là yêu quái, vậy có thể ăn tiên nhân không? Mặt Giang Nam đen thui nói: tại sao phải ăn? Ăn thịt người là hành động của yêu quái cấp thấp thôi. Yêu quái cấp cao ăn gió uống sương, không ăn ngũ cốc. Giang Nam định dạy kỹ càng hơn cho Giang Tuyết Tình, chợt thấy đám giáo chúng, giáo đồ Ngọc Kinh Thánh Giáo kéo tới. Hai tiên quân dẫn đầu, khí thế mạnh kinh người, là Tư Khấu Tiên Quân và Minh Đường Tiên Quân. Hai người đã là cảnh giới đại viên mãn tiên quân, nhưng vì tiên quân cần cắt nhân quả nên Tư Khấu Tiên Quân, Minh Đường Tiên Quân chưa chứng đạo tiên quân. Minh Đường Tiên Quân thấy rộng biết nhiều, liếc sơ nhìn thấu ngay 7 con chim không phải tiên thiên sinh linh mà là tiên cầm tu vi cao đẳng. Yêu nghiệt từ đâu đến, to gan dám làm nhục Ngọc Kinh Thánh Giáo ta? Minh Đường Tiên Quân lạnh lùng nói: cho 7 con cầm thú các ngươi lá gan cũng không dám ra tay với Ngọc Kinh Thánh Giáo. Nói là ai sai khiến các ngươi? Tư Khấu Tiên Quân nhìn 7 con chim bắt mấy vạn đệ tử Ngọc Kinh Thánh Giáo vùi trong lòng đất thì nổi giận, giơ tay vỗ vào mấy con chim xanh trên thần thụ. Tư Khấu Tiên Quân lên tiếng: Minh Đường sư huynh, đừng nói nhiều với chúng, dám làm nhục Thánh Giáo ta cứ tiêu diệt chúng nó, giết gà dọa khỉ. Ta không tin người đứng sau lưng chúng sẽ không ra mặt. Tư Khấu Tiên Quân là đại viên mãn tiên quân, uy lực một trưởng lợi hại hơn cả đại trận 10 vạn tiên nhân hợp thành. Trong người Tư Khấu Tiên Quân có hơi thở của 3000 đại đạo, đại đạo ầm vang tăng thêm uy lực một trưởng. Thiên Vi khẽ kêu, định ra tay chợt thấy 7 con chim xanh trên thần thụ có 6 con lấy mấy nhánh cây lưa thưa lá ra. Các nhánh cây bay lên, ánh sáng chói lòa đẩy tới trước. Các linh quang bay ra đập nát trưởng của Tư Khấu Tiên Quân. Linh quang bất diệt đổ ập tới trước, 6 nhánh cây xẹt qua người Tư Khấu Tiên Quân. Đại viên mãn tiên quân khẽ rên, bị hất bay mấy ngàn dặm, đập mạnh vào một ngọn núi lớn, đụng gãy ngang ngọn núi kia. Tư Khấu Tiên Quân gầm giống, 3000 đại đạo bay ra khỏi người, vòng quanh thân thể. Mới vừa rồi Tư Khấu Tiên Quân nhờ 3000 đại đạo của Đế và Tôn luyện ra hộ thể nên không bị thương. 6 nhánh cây mà đánh trúng người, gã không chết cũng phải lột ra. Tư Khấu Tiên Quân hùng hổ bay tới, định đánh con chim trên thần thụ. Chim xanh không lấy nhánh cây tấn công, chợt lắc người biến thành trung niên, mặc áo khoác chim xanh. Nam nhân trung niên không người nói: hai vị hãy khoan đánh, gia đình 7 miệng ăn chúng ta là môn họa của Huyền Thiên Đại Lão Gia, đi du lịch đến đây vốn không định gây thị phi. Là đệ tử Thánh Giáo các ngươi cho rằng chúng ta là tiên thiên sinh linh, định bắt giữ hạ sát thủ với chúng ta, cho nên gia đình chúng ta đánh trả. Thế nhưng không hại mạng sống bọn họ, mà chỉ vùi dưới đất thôi, đùa một chút thôi. Sao? Môn hạ của Huyền Thiên Giáo chủ sao? Minh Đường Tiên Quân vội ngăn Tư Khấu Tiên Quân lại nói: nếu 7 con chim này là môn hạ của Huyền Thiên Giáo chủ thì không thể trêu vào. Tuy Thánh Giáo ta sẽ bị mất mặt, thế nhưng không ai chết cả. Thôi bỏ đi, kêu chúng nó giao đệ tử Thánh Giáo bị chôn ra, dặn dạy mấy câu là được. Quan trọng là chạy đi giúp Ngọc Kinh sư huynh hàng phục tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá kia. Tư Khấu Tiên Quân cười lắc đầu nói: Minh Phạn sư huynh, Huyền Thiên Giáo chủ sớm bị thương nặng, hơn 100 năm không xuất hiện rồi.
nghe đồn Huyền Thiên và Vô Cực Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, trong kiếp số bị các tiên thiên pháp báo, linh báo, chí bảo tiên đạo để lại đạo thương không thể xóa nhòa. Huyền Châu bị phân liệt, cây đổ bầy khỉ tan, mấy cường giả đều phân chia thế lực của Huyền Thiên, chỉ còn lại già yếu bệnh tàn. Nếu là lúc trước thì Ngọc Kinh Thánh Giáo còn sợ Huyền Thiên ba phần, thế nhưng bây giờ Thánh Giáo ta là đệ nhất đại giáo rồi. Huyền Thiên giáo chủ không biết sống chết ra sao, Huyền Châu còn lại già yếu bệnh tàn, Thánh Giáo ta có gì mà sợ đấy. Minh Đường Tiên Quân nhíu mày. Tư Khấu Tiên Quân lấy pháp bảo ra, 3000 đại đạo bay vào pháp bảo. Tư Khấu Tiên Quân lao hướng 7 con chim xanh cười nói: 7 con chim xanh sử dụng nhánh cây là tiên thiên bất diệt linh quang, dị bảo hiếm thấy, phải bắt giữ. Hơn nữa lần này khai thiên tích địa là cơ hội rất tốt để thanh tẩy. Bắt 7 con chim xanh, dụ người Huyền Châu ra tay, thừa dịp tiêu diệt luôn Huyền Châu. Tư Khấu Tiên Quân giết hướng 7 con chim xanh, mấy giáo chúng Ngọc Kinh Thánh Giáo cũng cùng hành động. Minh Đường Tiên Quân thấy vậy đành lên theo thầm nghĩ: Tư Khấu nói đúng, Huyền Thiên giáo chủ trăm năm chưa lộ mặt, có lẽ đã bị thương nặng rồi. Nếu không quân hùng Huyền Châu đã chẳng phân liệt thành nhiều thế lực như vậy. 7 con chim xanh và nhánh cây chúng nó lấy ra đều là tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, nếu có thể bắt giữ sẽ là báu vật không tệ. Thiên Vi nhìn sang Giang Nam nghi hoặc hỏi: Sao lão gia không ra tay? Giang Nam lòng máy động, 8 con tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn rời đi. Giang Nam cười nói: Bây giờ không vội. Xuống tay với Tư Khấu, Minh Đường hơi chán. Cộng thêm nhóm ma đại có thể ngăn cản, chúng ta đi xem đám Ngọc Kinh lấy quả trứng đá có sinh linh gì mà khiến cho Ngọc Kinh làm rầm rộ như vậy. Thiên Vi chớp mắt nói: Lão già, đừng làm hư con nít mà. Giang Nam cười to nói: Làm gì có, ta chỉ muốn xem sau khi tiên thiên ngũ sắc liên tan vỡ, một lũ tiên thiên bất diệt linh quang hình thành sinh linh có cái bộ dáng gì. Ngọc Kinh Thánh Giáo phát hiện tiên thiên sinh linh chưa sinh ra nhưng không khó tìm. Tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn bay một lúc vượt qua ức vạn dặm, chợt thấy đằng trước sa mạc rộng lớn, ức vạn dặm hoang mạc ngay ở trước mắt. Đây là tiên thiên sinh linh hấp thu tiên thiên bản sơ chi khí trong thiên địa hình thành kỳ quan. Không chỉ thế, tiên thiên sinh linh chưa xuất thế liên tục hấp thu tiên linh khí trong thiên địa, linh khí trong không trung cũng bị hút. Phu phụ Giang Nam và Giang Tuyết Tình ngước lên nhìn. Trong không trung, từng đợt tiên khí, linh khí như dòng tụ tập một vị trí rất là kinh người. Không chỉ thế, Giang Nam, Thiên Vi, Giang Tuyết Tình thấy mấy trăm vạn tiên nhân tổ thành các đại trận trong không trung. Mỗi một đại trận có một tồn tại đẳng cấp tiên quân trấn thủ, như gặp đại địch canh giữ chốn này. Hoang mạc bị canh gác, không một con ruồi bay lọt được. Giang Nam dùng pháp lực của bản thân bao phủ đại lộ bảo liễn. 8 con tiên thiên long do mã kéo xe vào các đại trận như chỗ không người. Những tiên quân thậm chí không phát hiện đại lộ bảo liễn. Thiên Vi cảm ứng hư không cười nói: Lão gia, đúng là có một số thế lực rình rập sinh linh này. Giang Nam sớm chú ý thấy trong không trung trừ một số cao thủ Ngọc Kinh Thánh Giáo ẩn núp ra, còn có hơi thở của các cường giả khác nữa. Chắc cường giả các giáo môn phát hiện tiên thiên sinh linh nên nổi lòng tham, nhưng không lộ mặt mà ẩn giấu, quan sát tình hình, tìm cơ hội cướp sinh linh. Trong đó có cả đẳng cấp thiên quân. Quả trứng đá không tầm thường nên đương nhiên dẫn đến các phương thèm muốn, nhưng vì quy mô Ngọc Kinh Thánh Giáo quá lớn, không tiện lộ mặt tranh cướp. Quy mô Ngọc Kinh Thánh Giáo bây giờ thật khổng lồ, đệ nhất thiên hạ, giáo môn khác sao dám tranh chấp với Ngọc Kinh đấy. Giang Nam cười nói: Trừ mấy giáo chủ Khổ Hạnh, Thần Mẫu, Thiên Hoàng, Vô Tà, Thái Nhất ra là còn cơ hội tranh giành, còn các giáo môn nhỏ làm gì có cơ hội đó đấy. Không lâu sau, đại lộ bảo liễn chạy đến trung tâm sa mạc. Đại trận đằng trước Châu Liên bích hợp canh giữ một ốc đảo trong sa mạc. 19 đại viên mãn tiên quân đứng trên bầu trời vòng quanh Ngọc Kinh Thiên Quân. Bên trên ốc đảo có một thanh liên chấn đạo đỉnh lơ lửng. Thanh liên chi khí phô thiên cái địa, bao phủ không trời, bảo vệ nơi đây. Cát vàng đầy trời, ốc đảo thì xanh biếc, hồ nước tiên dịch bao vây ốc đảo. Ánh sáng năm màu tràn ra từ trong hồ, thành hình đảo nhỏ.
hình dạng đào nhỏ như đóa sen, chia làm 5 màu, đại đạo đan sen. Các đại đạo như rồng như rắn, ghép thành hình hoa sen. Ở chính giữa tiểu đảo, các cánh hoa vòng quanh nhị hoa, có một quả trứng đá to, cao 9 trượng. Nó lúc to lúc nhỏ, như đang hít thở. Lúc to, cao 100 trượng, khi nhỏ thì bé như trẻ sơ sinh. Trong quả trứng đá, có sức sống sinh linh, linh tính trong quả trứng, mạnh mẽ đáng sợ. Giang Nam thầm rung động. Quả trứng đá dưỡng dục sinh linh, có điều kiện bẩm sinh quá tốt, không chỉ có được phúc trạch dư thừa của tiên thiên pháp bảo, tiên thiên ngũ sắc liên khai thiên, cũng kế thừa khí vận công đức của thần khí khai thiên. Sinh linh trong quả trứng đá tập trung sức sống thiên địa, linh khí sinh ra, tương lai sẽ không tầm thường. Khí vận công đức của thần khí khai thiên, khí vận khủng bố biết mấy, công đức thâm sâu biết mấy. Tụ tập hai thứ này lại, sinh ra sinh linh, có thể tưởng tượng thành tựu tương lai của nó. Ánh mắt của Ngọc Kinh không tệ, tương lai sinh linh này sẽ trở thành tồn tại hiếm hoi trong cả tiên giới. Mắt Giang Nam sáng rực cười nói, không biết tiên thiên pháp bảo khác có sinh ra sinh linh giống như vậy hay không. Thiên Vi cười nói, lão gia động tâm sao? Giang Nam gật đầu, không thèm che giấu nói thẳng, ai đều có lòng yêu tài. Tiên thiên sinh linh như thế mơ màng, nếu rơi vào tay Ngọc Kinh, bị hắn dạy dỗ đi lầm đường thì thật uổng phí khí vận công đức khai thiên. Thiên Vi bật cười, thiếp thân cảm thấy nó đi theo lão gia mới là lầm đường kia. Giang Nam chừng Thiên Vi, mỉm cười với Giang Tuyết Tình, đừng nghe nhị nương của ngươi nói bậy, Tuyết Tình và Vi Phú tuyệt đối không đi sai đường, đường chúng ta đi mới là chính đạo. Giang Tuyết Tình ngây thơ liên tục gật đầu, tò mò hỏi, phụ thân, sinh linh trong quả trứng đá đó có bộ dạng gì vậy? Giang Nam nhìn chằm chằm, nhìn thấu sinh mệnh trong quả trứng đá, khẽ kêu, sinh linh trong quả trứng đá rất đặc biệt, tứ chi là ngó sen, hoa sen làm quần áo, ngó sen làm tim. Một đứa bé tinh xảo đáng yêu, thế nhưng chưa đến lúc xuất thế được. Đám người Ngọc Kinh Thiên Quân đều chờ tiên thiên sinh linh xuất thế, nên bọn họ trấn thủ tại đây, phong ấn hư không, trấn hư minh để phòng ngừa đứa trẻ xuất thế chạy trốn hoặc bị người ta cướp mất. Giang Nam nhẹ vung tay, thần quang trên đầu ngón tay biến thành thần kính, chiếu ra hình đứa bé trong quả trứng đá. Mắt Giang Tuyết Tình sáng rực, vui vẻ nói, à, ta thích tiểu đệ đệ này. À, là tiểu muội muội, ta lại càng thích hơn. Giang Nam cười nói, thích thì mang đi Đại Lan Thiên làm bạn với ngươi. Giang Tuyết Tình gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ. Gia đình ba người ở trong đại lộ Bảo Liễn bàn kế hoạch cướp đi bé, không quan tâm đến bên ngoài là đại quân ngàn vạn tiên nhân của Ngọc Kinh Thánh Giáo, 19 đại viên mãn tiên quân. Đại lộ Bảo Liễn đầu giữ hư không, đám người không nhận ra chút nào. Ngọc Kinh Thiên Quân cũng không cảm ứng được đại trận của mình bị người xâm nhập. Ngọc Kinh Thiên Quân nhíu mày nói, thật kỳ lạ, sao đột nhiên thấy tim đập chân run như vậy? 19 đại viên mãn tiên quân vây quanh tọa trấn Ngọc Kinh Tiên Thành. Ngọc Kinh Thiên Quân nhẹ giọng nói, chẳng lẽ có cường giả mơ ước sinh linh này ẩn núp bên cạnh hay sao? Đúng là có một ít trộm cắp đang ẩn núp, trong đó có đẳng cấp thiên quân. Nhưng ta có ngàn vạn đại quân trấn thủ tại đây, dưới tay nhiều cường giả, lại có Thanh Liên trấn đạo đỉnh, không nhiều người có thể cướp sinh linh này từ tay ta. Hay tiên thiên sinh linh sắp xuất thế khiến ta cảm ứng được đây? Ngọc Cung Thiên Quân ở một bên cười nói, sư huynh, tại sao tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá chưa xuất thế vậy? Theo lý thì hấp thu nhiều tiên khí, tiên linh khí như vậy, tiên thiên bản sơ chi khí như vậy, nó nên trưởng thành rồi mới phải. Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu nói, còn thiếu một chút thiên địa nhân quả, chắc đó là khí vận khai thiên của nó. Các tiên quân khó hiểu hỏi, thiên địa nhân quả ư? Ngọc Kinh Thiên Quân trả lời, năm xưa đạo tràng Đế Tôn sụp đổ, có 803.000 đại đạo tràn ra ngoài, rơi vào tiên giới. Kiếp số của Huyền Thiên Giáo Chủ đến, Hỗn Nguyên Tam Tiên Sắt Đạo Đồ của Kế Đô Ma Tổ từng tụ tập 800 đại đạo suýt chu sát Huyền Thiên. Kiếp số qua đi, 800 đại đạo bay ra Hỗn Nguyên Tam Tiên Sắt Đạo Đồ, không rõ tung tích nơi đâu. Sinh linh trong quả trứng đá muốn xuất thế
thiên địa giáng phúc cho nó, thích hợp nhất là 3.000 đại đạo. Nếu có 3.000 đại đạo bay tới là nó sẽ xuất thế. Các tiên quân nghe vậy tặc lưỡi. Con người có số, chúng ta chinh chiến sát phạt trong đạo tràng đế tôn, liều mạng mới giành được 1, 2 đến 3.000 đại đạo, có hy vọng chứng đạo thiên quân. Sinh linh này không cần làm gì, chỉ vâng chịu khai thiên khí vận và công đức là có hy vọng chứng đạo thiên quân. Thật làm cho người ta chua xót mà. Ngọc Kinh Thiên Quân nói, vì vậy phải thu nó vào làm môn hạ Ngọc Kinh Thánh Giáo ta. Sinh linh này thành tựu tương lai sẽ được tạo, rất có thể vấn đỉnh đạo quân. Có được nó, đương nhiên được khai thiên khí vận và công đức rồi. Thiên địa bất diệt thì Thánh Giáo ta bất diệt. Tương lai ta có leo lên ngôi đế được hay không cũng phải xem ở nó rồi. Ngọc Kinh Thiên Quân chưa nói xong, đột nhiên thiên địa đại đạo ầm vang. Ngọc Kinh Thiên Quân đứng dậy cười nói, sinh linh đó sắp xuất thế, các đệ tử Thánh Giáo hãy khởi động trận pháp đi thôi. Các đại trận ầm ầm vận chuyển, đại trận ngàn vạn tiên nhân tổ thành phong tỏa thiên địa. Các đại đạo chui vào đại trận, lướt sóng tiến đến, xông hướng quả trứng đá ở hòn đảo nhỏ. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân sáng rực, 93.000 đại đạo. 93.000 đại đạo bay vào hòn đảo nhỏ hoa sen, như rồng như rắn chui vào quả trứng đá. Thoáng chốc quả trứng đá nuốt chửng tiên linh khí xung quanh, uống cạn hồ nước quanh hòn đảo. Đảo nhỏ hoa sen bị quả trứng đá hấp thu, ánh sáng năm màu chui vào quả trứng. Quả trứng đá nhanh chóng rút nhỏ, sinh linh trong trứng sắp xuất thế. Ngọc Kinh Thiên Quân cười to, tóc đen bay lên. Ngọc Kinh Thiên Quân ngửa đầu nói, đạo hữu núp trong bóng tối, các ngươi còn chưa ra tay là sẽ muộn. Hư không chấn động, đột nhiên một thanh âm vang lên, Ngọc Kinh sư huynh, ngươi cho rằng Thánh Giáo của ngươi là thiên hạ đệ nhất giáo môn thì ta không dám ra tay sao? Sẽ như người mong muốn. Thiên địa run rẩy như mảnh vải bay, là một tồn tại đẳng cấp thiên quân hành động. Người này phất lờ các trận pháp, xem đại trận ngàn vạn tiên nhân là vô hình, nhanh như chớp xông vào đại trận, tới gần quả trứng đá. Thì ra là Lama cổ thần, hèn gì dễ dàng phá vỡ đại trận của Thánh Giáo ta như vậy. Ngọc Kinh Thiên Quân không nhúc nhích, đám người Ngọc Cung Thiên Quân bay lên cao, nghênh đón Lama cổ thần đang lao xuống.